Các con à, cứ yên tâm đi. Ta hứa 3 ngày là 3 ngày. Sư phụ đã giữ tính từ trước mà. Tên kia, người đã giết huynh đệ của ta, ta bắt người phải đền mạng. Ê, không được là mày. Thầy Phương, trụ con. Thiện tai, thiện tai. Đó là sự bất đắc dĩ của bổn tự nên mới làm như vậy. Mong thí chủ hiểu cho. Chủ trì, đã bắt được khổng đệ, mình phải xử làm sao? Tô Sơn này được chia ra thành hai núi, rừng núi bao la. Trong vòng 3 ngày mà pháp đăng dẫn thí chủ về được nơi này thì coi như là duyên phận. Chuyện đã như vậy rồi, cứ giao thẳng cho pháp đăng đại sư xử lý. Dạ chú trì. Đừng nói nhiều nữa, hai người như hắn ta không cần nương tay. Hắn giết huynh đệ đồng một kiếp cơ được của ta, gửi giao cho quan phủ xử trảm đi. Hey, ngươi là đệ tử mà chủ trì đã dặn giao cho pháp luân sư phụ xử lý mà sao lẻ mép quá vậy? Hay là sư phụ ngài hứa không giết không đời mà. Ta có nói với hồ nào đâu, hay là treo nó lên cây đi. Nhìn gì nữa mà nhìn, kiếp số nó chưa có tận. Nếu muốn giúp cho hắn không giết người nữa, xin hay là tử cũng nhờ vào tạo hóa của riêng mình. Nếu mà ông trời đòi thu hồi ngươi, ta cũng mà vô phương thôi đó. Thiện tài, thiện tài. Đừng còn quá nóng ruột, cứu người phải tìm phương pháp chứ. Tìm phương pháp? Phương pháp tốt nhất hiện giờ là phải cứu chị được đại ca. Nè, nếu cứu được thì ai không muốn cứu chứ. Bên ngoài có rất nhiều đệ tử của Kim Cương được canh giữ, ai mà ra tay cứu sẽ bị giết hại đó. Tôi biết huynh đâu có dám cứu, tại vì huynh nhút nhát. Hơn nữa người bị treo không phải là đại ca của huynh, huynh đâu có nóng ruột. Nè, tôi cũng nóng ruột vậy. Từ hôm xuống núi để tìm huynh chưa tới nay, tôi chưa được một giấc ngủ ngon á. Bây giờ suy nghĩ cho cùng, ai cũng đã đi cứu đại huynh rồi, đã liều mạng vì đại huynh. Bây giờ muốn cứu người thì phải có cách mới được chứ. Được, nếu huynh muốn tìm cách thì huynh tự tìm đi. Bây giờ tôi đi cứu đại ca, không cần ai giúp đỡ. Nè, chờ tôi với. Trời cũng sắp mưa rồi. Sao? Sợ rồi chưa? Tôi mà sợ à? Mỗi việc làm của Khổng Đề đều vì trời đất và lương tâm. Lão lo cho mình trước đi. Điều gì trời đất và lương tâm? Ngươi còn nhớ ngươi đã giết bao nhiêu mạng người không? Và cũng còn nhớ biết bao kẻ vô tội bị ngươi giết không? Đó gọi là vì trời đất và lương tâm hay sao? Cho bọn chúng bắt buộc tôi thôi, vì ai cũng muốn tôi chết mà. Ngươi hãy tỉnh táo và suy nghĩ cho kỹ. Ngươi có từng giết ai hay không? Nếu không thì tốt lắm. Giả sử có thì phải cẩn thận. Nếu không lát nữa trời sấm sét, trời sẽ giết người trong chốc lát đó. Ủa, thiệt là may, vậy mà cũng không đánh trúng người. Nhưng cả đêm dài như vậy, thử coi người may mắn được mấy lần. Lão Hòa Thượng, mau đứng lại. Thả tôi xuống, thả tôi xuống lại lên. Ngươi sợ hả? Ngươi sợ bị trời đánh đó à? Cần gì phải sợ, không có sự trùng hợp như vậy đâu. Cứu tôi với, mau cứu tôi đi. Cứu người à? Ngươi biết những người bị ngươi giết à, đều sợ hãi như ngươi hiện giờ hay không vậy? Sao ngươi không cứu họ? Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi lão hòa thượng à! Có chuyện gì? Nhanh lên, nhanh lên. Nè nè nè, sư huynh à, sư huynh, chuyện gì vậy? Người bị treo trên cây đa đã chết rồi. Đi theo ta. Nè, lương thực ở trong này đủ cho ngươi dùng. Ngươi mau trốn đi. Ngài từng nói tôi giết chết bao kẻ vô tội. Lúc đó ý ngài treo tôi lên cây đa cũng chỉ muốn tôi chết để mà đền tội thôi mà. Tại sao bây giờ lại thả tôi đi? Cứu một người còn hơn là xây bảy cái chùa. Ta đã từng nói Phật ta từ bi, ngươi tin ta đi. Hôm ta treo ngươi lên cây là vì ngươi phạm lỗi lầm thì phải chịu sự trừng phạt đó. Chúng sinh cả đời ai không có tội và mang nghiệp chướng ở trên trần gian. Ngươi bị treo lên cây đó mấy ngày, chắc là ngươi nghĩ rõ rồi chứ. Ngươi cũng biết ngươi đã phạm lỗi gì chưa.
Nếu tôi không giết chúng, chúng sẽ giết tôi. Ngài dạy tôi đi. Đúng. Nếu ngươi không chết thì ta chết. Ngươi nói đúng lắm. Nhưng mà ngươi nên biết, lúc ngươi giết người đó, con cháu họ sẽ tìm ngươi trả thù, và người nhà của ngươi tìm họ để trả thù, báo tới báo lui đuổi cùng với tận, bao giờ mới ngừng đây? Ơn trên có sẵn đức hiếu sinh. Lúc đó nếu ngươi không giết người thì đâu đến nông nỗi này đâu. Ngươi còn nhớ hôm qua trên cành cây đa, ngươi còn la tiếng cứu mạng. Ngươi sợ chết vì ngươi mơ thấy mùi của tử vong. Không sai. Hôm qua tôi bị treo lên cây đa đó, mỗi lần sấm sét thì tôi lại giật mình liền. Tôi thực sự sợ chết. A Di Đà Phật. Lúc đó người đã giết những người mà họ đều sợ chết. Cảm giác của họ giống như cảm giác của người bị treo trên cây đa hôm qua đó. Có thể họ còn sợ chết hơn người, sợ hãi hơn cả người. Đa tạ đại sư chỉ dạy. Vậy ngươi không cần khách sáo. Chỉ cần ngươi không chửi ta hòa thượng này kia thì ta đã A Di Đà Phật rồi. Thời gian không còn, ngươi đi đi. Không đề. Ở đời con phải xử sự sao cho coi được. Đừng giết người vô tội nữa. Cứu tôi với. Đừng giết tôi mà. Đã xuống giường sau như vậy mà ngươi không chết, số người cũng may mắn lắm. Yên tâm đi, ta không có giết người đâu. Cứu tôi, cứu tôi với. Ta làm sao cứu người được? Thân ta còn lo chưa xong mà. Yên tâm đi, số người tốt phước lắm đó, chắc chắn sẽ có người hạnh phúc đến cứu người. Đừng đi mà. Từ lúc tôi rớt xuống đây chỉ gặp có một mình huynh thôi. Huynh không cứu tôi, không ai cứu tôi đâu. Huynh làm ơn cứu tôi đi mà. Ta cứu người không được đâu. Thân ta chưa lo xong mà còn đang nhờ người cứu giúp. Hay là vậy đi, ta cho ngươi số lương khô này, được chưa? Huynh à, huynh đừng đi mà. Huynh để lại số lương khô này cũng vô dụng thôi. Nếu không có người đi nghe thì tôi cũng sẽ chết tại nơi này thôi. Tôi van xin huynh, huynh này đưa tôi về Thiếu Lâm đi. Tôi van xin huynh mà, tôi van xin huynh mà. Rồi sao các người không cứu hắn? Các người cứ yên tâm, tôi đã hứa với Pháp Đăng đại sư tôi không giết người nữa. Tôi đã trở về đây, các người cứ xử lý. Đại ca, huynh làm như vậy thì sư phụ của tôi không muốn công hy sinh về huynh đó. Đại sư à, đại sư nói là không sao. Tại sao? Ê, quan trọng là người biết quay đầu hối cải thì tôi làm đồng nhân cũng chẳng sao mà. A Di Đà Phật. Đời có câu lãng tử đã về nguồn, thí chủ đây đã biết ăn năn hối cải. Chủ trì, Khổng Đề đã biết tội lỗi của mình, mong chủ trì hãy giúp cho tôi hoàn thành hai tâm nguyện, sau đó tôi sẽ xuống núi tự thú. Thôi được, thí chủ nói đi. Pháp Đăng đại sư vì tôi mà thọ tội, nay tôi đã trở về đây, hy vọng chủ trì hãy rộng lượng tha thứ để tôi khỏi nhận thêm tội lỗi. Khổng Đề nguyện quy y Phật pháp, nhập vào môn hạ của Pháp Đăng đại sư, mong chủ trì chấp nhận. Khổng Đề cũng có duyên với Phật, mong chủ trì giúp Khổng Đề đạt thành tâm nguyện. Dạ phải chủ trì. Khổng Đề làm như vậy, mong chủ trì chấp nhận. Thôi được, giáo đạo tăng, hãy hạ sơn mời quan binh đến trước cổng Thiếu Lâm tự, chờ khi Khổng Đề xuống tóc quy y sẽ ra tự thú.